Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Trần Tân. Và hôm nay Trần Tân đang có mặt ở chùa Tam Trúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thì ở phía trước mặt các bạn đây là chỗ trung tâm hội nghị tổ chức ra lễ hội Vesak đợt vừa rồi. Và cũng là chỗ để du khách đến để mua vé để lên trên thuyền và đi vào bên trong chùa Tam Trúc. Đây là khung cảnh ở phía bên ngoài. Và xin mời các bạn đi cùng với cả Trần Tân vào phía bên trong để xem bên trong trung tâm hội nghị tổ chức Vesak vừa rồi và cái điểm mua vé ngồi thuyền để đi vào bên trong. Vâng, xin mời các bạn đi cùng với cả Trần Tân. Chùa Tam Trúc thì được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn các bạn ạ. Và đây là cái những con thuyền vừa chở khách từ trong chùa ra các bạn nhé. Và các bạn muốn đi vào bên trong chùa thì phải mua vé. Đây, các bạn vào đây mua vé. Các bạn mua vé ở trong này và các bạn sẽ xuống thuyền ở bên phía đằng sau. Xin mời các bạn đi cùng với cả Trần Tân. Và bên trong này là chỗ quầy mua vé các bạn nhé. Khu này là khu bán vé các bạn nhé. Đây và cần giới thiệu một chút cho các bạn cái sơ đồ du lịch Tam Trúc này. Số 1 là tam quan ngoại này, 2 là bãi đỗ xe, 3 là y tế, 4 là trung tâm hội nghị quốc tế Vesak, 5 là bến thuyền, 6 là bến xe điện trung tâm hội nghị quốc tế Vesak, 6B là bến xe điện Tam Trúc và tam quan lội, 6C là bến xe điện khách xá chùa Ba Sao, 7 chùa Xuân Tam, chợ Xuân Tam Trúc, 8 là đảo Cò, 9 đình làng Tam Trúc, 10 đền Mẫu, 11 tam quan lội, 12 nhà Từ Bi, 13 nhà Hỷ Xả, 14 vườn Cột Kinh, 15 điện Quán Âm, 16 điện Giáo Chủ, 17 điện Tam Thế, 18 Phạc Phổ Minh, 19 cây Bồ Đề Thiêng, 20 nhà thờ Tổ, 21 nhà Tứ Âm, nhà Tứ Ân, 22 chùa Ngọc, 23 là chùa Ba Sao. Đó. Và khu trải nghiệm ở dưới là 24A là khách xá Tam Trúc, 24B nhà hàng An Lạc, 24C nhà hàng Lưu Ý, 24D hội trường Cát Tường, 25A chợ quê Tam Trúc, 25B cà phê An Lạc, 26 nhà hàng Tâm An, 27 nhà hàng Tu Đàm, 28 nhà hàng Lỗi Hỷ Lạc, 29 thuyền, 30 đạp xe địa hình, 31 thuyền Kaya và 32 khu bảo tồn thiên nhiên bọc bông trắng cò. Đấy là ghi chú ở bên sơ đồ du lịch Tam Trúc. Đấy, và đây là sơ đồ khu du lịch Tam Trúc các bạn nhé.
Các bạn nhìn thấy khu đón tiếp này đó là trung tâm hội nghị quốc tế VSAT. Các bạn sẽ di chuyển theo thuyền để đi vào bên trong. Chỗ số 11 đó là Tam Quan Lội, và số 14 là vườn Cột Kinh. Và các bạn sẽ đi dần dần lên trên phía trên đó. Vừa nãy thì Tân có giới thiệu qua một cái sơ đồ du lịch chùa Tam Trúc, và đây cũng giới thiệu luôn cho các bạn là cái bảng giá dịch vụ này. Đó. Dịch vụ là vé thuyền này 200.000 này, vé du thuyền là 270.000 này, vé du thuyền cao cấp trọn gói là 400.000 này, combo thuyền con xe điện 3 sao này là 240.000 này, combo du thuyền xe điện 3 sao 290.000, combo hoàn hảo 450.000, du thuyền cộng buffet 420.000, vé buffet 200.000, vé xe điện VIP hướng dẫn viên là 100.000, tour Tam Trúc về đêm 350.000. Đó. Chính sách trẻ em cao dưới 1 mét này miễn phí dịch vụ này, trẻ em cao từ 1 mét đến 1m3 được tính 50% giá vé này, trẻ em cao trên 1m3 tính nguyên giá vé, và có số điện thoại đấy các bạn nhé. Đó, đây là bảng giá dịch vụ ở khu du lịch Tam Trúc, và xin mời các bạn đi vào phía bên trong. Khi các bạn mua vé xong rồi thì đây là lối ra bến thuyền này. Ở đây thì có một cái trống đồng này. Đó. Bên này là cái này là cái chiêng. Đó. Đây là phía bên trong trung tâm hội nghị quốc tế VSAT. Đó. Rất là lộng lẫy các bạn. Ở bên phía trên này toàn là cái đèn lồng màu vàng nhá. Khá là lung linh các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Ở bên phía này là bán đồ lưu niệm. Đây là các đồ lưu niệm các bạn nhé. Cái hình các bức tượng này các bạn, bức Phật. Đó, đây là chỗ sân khấu. Đây mình zoom lại một chút này. Các bạn có thể nhìn rõ này. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này, VSAT lần thứ 16 này. Đấy. Đợt vừa rồi là tổ chức ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 2019, chùa Tam Trúc, Hà Nam, Việt Nam này. Chỗ này là sân khấu đợt vừa rồi là trang trí tổ chức VSAT các bạn nhé. Khá là lung linh, đẹp. Và đây là có những bức ảnh này. Và đây là bức ảnh nhá. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chủ tịch nước Việt Nam. Đây là các nhà sư này. Đó, đây là bên trong trung tâm hội nghị quốc tế tổ chức VSAT, và các bạn sẽ đi ra bến thuyền, thì các bạn sẽ đi ra hướng đăng lại nhé. Ở đây mình quay cho các bạn xem cái cảnh này. Tam Trúc về đêm nữa. Hãy
Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cảnh Tam Trúc về đêm nhá. Đó. Đẹp lung linh như nào luôn. Đó. Về đêm thì các ánh đèn bật lên nhìn rất là lung linh. Đấy, phía bên này là các cái bức tranh nói về phong cảnh của Tam Trúc. Vâng, và xin mời các bạn ra lối du lên lối thuyền này. Rồi ra thuyền đây. Bên này là lối lên thuyền VIP. Còn bình thường thì đi ở bên phía này. Trong này rất là lung linh và đẹp. Bạn nhìn thấy không? Có chỉ dẫn nhé. Lối ra bến thuyền này. Đó. Và mọi người sẽ tập trung ở đây và đợi thuyền đến. Đó, tập trung ở đây và đợi thuyền đến thì mọi người sẽ lên trên thuyền để đi vào bên trong chùa nhé. Đó. Đấy, mọi người đi qua cái cổng đó và sẽ đi ra thuyền. Bà Tân đang đứng ở trên tầng 2 của trung tâm hội nghị quốc tế VSAT. Các bạn nhìn xa xa kia nhé, để Tân zoom lại nhé. Đó. Cái khu vực này là cái khu vực ô tô và xe máy đi vào này. Đó. Và các bạn di chuyển theo hướng bên tay trái này. Đó, và sẽ chỗ này là chỗ đỗ xe máy này. Đó. Và các bạn di chuyển tiếp nữa là sẽ đến chỗ bãi gửi xe ô tô. Và các bạn sẽ di chuyển đi bộ vào bên phía trong này thì các bạn sẽ tới được trung tâm hội nghị quốc tế VSAT. Thì ở đó thì các bạn sẽ mua vé ở đó và lên trên thuyền và đi vào bên trong chùa. Còn ở phía bên tay trái này thì là những chiếc thuyền chở khách về. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy không? Rất nhiều thuyền nhá. Khung cảnh hôm nay là mưa nên là sương mù cũng nhiều các bạn ạ, nên là nhìn không được rõ các cái ngọn núi. Đó, đây là Tân đang đứng ở trên tầng 2 nhá. Thì các bạn muốn đi di chuyển được vào bên trong chùa thì các bạn sẽ đến chỗ trung tâm hội nghị quốc gia VSAT thì các bạn sẽ mua vé ở đó và các bạn đi về phía sau và các bạn sẽ lên trên thuyền để các bạn đi vào bên trong chùa. Khi Tân ra thì đã có một chiếc thuyền đang di chuyển vào bên trong rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Để Tân zoom lại gần nhé. Đó, chiếc thuyền đang đi vào bên trong chùa. Như ngày trước thì sẽ có xe điện để đưa mọi người vào. Và bây giờ cũng vẫn có xe điện nhưng mà đa phần là mọi người sẽ đi bằng thuyền hơn. Đấy, chiếc thuyền đang đi vào bên phía trong ngôi chùa Tam Trúc. Hôm nay sương mù nhiều nên là mình zoom hình ảnh nó không được nét. Theo mình nghĩ là ngồi thuyền cũng phải mất đến tầm khoảng 10 cho đến 15 phút các bạn ạ.
và giá vé là 200.000 một người các bạn nhé. Khu này là các bạn sẽ mua vé và đi ra đằng sau đây, qua chỗ soát vé và các bạn lên thuyền đó, và các bạn di chuyển vào bên phía trong chùa Tam Chúc bên trong này.